Cuộc sống không bao giờ phẳng lặng như con người mong muốn. Chúng ta không thể lúc nào cũng thành công với tất cả những hoạch định của mình, mà đôi khi phải đối mặt với rào cản, với thất bại. Làm thế nào để vượt qua được nỗi đau thất bại? Làm gì khi thành công không như mong đợi? Họ không cần có tài năng gì hết. Họ chỉ cần mua một món hàng, xong họ trúng thời, họ bán, họ phất lên, họ giàu hơn những người học rất nhiều. Đúng, bán đất là chuyện nhỏ, bán chè. Các nghệ sĩ Dân Trang, Quy Khánh, Hoàng Mập và Cao Mỹ Kim chia sẻ quan điểm về sự thành công như thế nào. Đón xem Sức Sống Thanh Xuân lúc 8 giờ 15 thứ Tư, 10 giờ 30 thứ Sáu tuần này quý vị nhé. Thật sự anh học rất là dở. Đi học trường sân khấu, giọng bây giờ vẫn còn ngọng. Xuất thân là ngày xưa là đi làm trợ lý, rồi đi làm bảo vệ, rồi đi làm tất cả trong đoàn phim. Rồi từ từ bây giờ lên ông chủ hãng phim thì may mắn hay là thành công. Sao đau nhiều quá vậy? Từ sáng giờ không thấy bớt miếng nào luôn hả? Không bớt. Vậy bây giờ anh ráng chờ em nha. Em chạy qua cái tiệm thuốc tây nhà mình á, rồi em mua thuốc về cho anh nha. Rồi nha. Mua thuốc y như mọi lần đúng không? Rồi. Trời ơi, thuốc me gì không biết nữa. Cứ lấy cây dầu cho tôi đi rồi tôi trị cho mà coi. Viêm đại tràng là một căn bệnh rất thường gặp. Dù là bệnh lành tính nhưng khó điều trị dứt điểm, nếu không chữa trị kịp thời sẽ thành mãn tính và thậm chí dẫn đến ung thư đại tràng. Nguyên nhân cho đâu dẫn đến bệnh này, cách thức phòng ngừa và điều trị ra sao? Thạc sĩ bác sĩ Trịnh Đình Thắng sẽ cung cấp cho quý khán giả nhiều thông tin hữu ích về chứng bệnh này cùng lời khuyên dành cho các bệnh nhân phòng và trị viêm đại tràng. Mời quý vị đón xem Khỏe để sống vui vào lúc 8 giờ 15 phút thứ Ba và 8 giờ 15 phút thứ Sáu trên NA34. Đó là viêm, là LED, là ung thư. Cũng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, quý vị quan tâm đến việc làm đẹp, đừng bỏ qua chương trình Sắc Đẹp Quyền Năng phát sóng lúc 8 giờ thứ Ba, 10 giờ 15 thứ Sáu và 8 giờ Chủ nhật trên NA34. Ôi, thứ kia mấy đứa ở Gò Má cao á, lấy chồng về sát phu bởi vì ai đụng tới. Đó, đụng tới gò má, đụng tới nỗi đau của chị. Trời ơi. Tuần này, tiến sĩ bác sĩ Lê Xuân Hiệp sẽ tư vấn về phương pháp thẩm mỹ hạ gò má cũng như những điều gì cần lưu ý đối với phương pháp này. Dù có rất nhiều phương pháp làm đẹp giúp chị em phụ nữ tự tin và quyến rũ hơn, thế nhưng an toàn, hiệu quả luôn đặt lên hàng đầu. Thế nên đừng bỏ lỡ Sắc Đẹp Quyền Năng quý chị nhé. Thì bạn nên cần chọn những cái bệnh viện, nhất là bệnh viện chuyên về hàm mặt hoặc những bệnh viện thẩm mỹ có uy tín. Nhắc đến sưu tầm đồ cổ từ Bắc chí Nam, không ai không biết đến nhà sưu tập Đinh Công Tường, người đã xác lập kỷ lục Việt Nam với bộ sưu tập bình xưa có số lượng nhiều nhất Việt Nam. Với niềm đam mê và lòng nhiệt huyết, ông Tường đã lặn lội khắp mọi nẻo đường suốt gần 30 năm để sưu tầm đồ cổ. Cho đến hiện tại, ông đã có gia tài đồ sộ hơn 100.000 món cổ vật từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ 20. Trong chương trình Chuyện lạ bốn phương tuần này, mời quý vị cùng chiêm ngưỡng bộ sưu tập đồ sộ của nhà sưu tập Đinh Công Tường. Chương trình được phát sóng vào lúc 10 giờ 15 phút thứ Ba, 16 giờ 10 phút thứ Năm và 10 giờ 30 phút thứ Bảy trên NA34. Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang là ngôi trường mang dấu ấn lịch sử đặc biệt khi bước qua cái tuổi 132. Tồn tại qua bao thế kỷ với biết bao thăng trầm, nhưng ngôi trường vẫn giữ cho mình nét đặc sắc riêng với những dãy phòng học cổ, phòng tiền bàn, nơi thờ các thế hệ giáo viên đã từng dạy tại trường. Cồn Cỏ dùng đất cách biệt với đất liền nhưng mang một sức sống mãnh liệt, ngày càng khẳng định mình với nhiều loại cây trái xinh xuê, cuộc sống người dân ngày được nâng cao. Mời quý khán giả cùng tham quan ngôi trường trung học xưa nhất miền Nam, Cồn Cỏ, cùng một vài địa danh khác như nhà cổ Sa Đéc, mùa cá bông lau ở Đồng Tháp, lò rèn Phú Mỹ trong chương trình Việt Nam Ngày Nay phát sóng vào lúc 7 giờ 15 và 23 giờ 15 hàng tuần trên NA34. Vui tươi, hữu ích, thiết thực. Đừng bỏ lỡ những chương trình trên NA34, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An quý vị nha.